ơi, mày đi vừa tí mà đã gọi em Mỹ lên rồi. Đây rồi, bà ơi, đây bà. Ý không thấy ai đã gọi em Mỹ lên rồi. Lên đây. Vào đây. Lần mà chúng phải muốn theo thì mãi mới thấy à. À, em bỏ đi. Bỏ đi không tí để uống sữa nhá. Ấy. Quá. Gọi tí thôi mà đã bị chìm rồi. Ăn nhiều vào cho chắc dạ. Uống mãi sữa thì không lớn được. Chưa? Thì lên đi tí không nghe ai cái kêu tìm loạn lên, gọi cái chạy tưng tưng lên luôn. Ở nào vừa nãy thấy kêu ở góc vườn kia thấy kêu tưởng là đi tìm nó không thấy ai ở nhà nó đi tìm. Tìm làm gì hả mập? Ở nhà nằm không thích hơn là cứ tìm làm gì làm sao phải tìm? Làm sao phải tìm làm gì? Quấn này không thấy người đâu ra. Cứ lên để ăn cái lá mô đơn rồi. Cái này vườn là rồi. Chỉ có nhầm lá mũ đơn ăn thôi. Sợ quả rơi là đi tìm, không nào phải phải gần gần người mới được, không ấy tìm loại. Đây ấy rồi, chắc là già rồi. Ủa cái nào ăn được chưa? Trời ơi con mập này, ăn hết cái lá mũ đơn này rồi, hình như nó nhổ cả một cái cây lên rồi kìa. Ăn cám này nở rồi, ăn cám này nó già rồi, chín rồi. Có đỏ không? Đỏ. Này thường là trung thu bây giờ cũng đầu tháng 8 rồi. Thì thường thường cái ngày xưa cứ trung thu là bắt đầu là bà nội hay mua
bông ra ăn rồi này. Bông này nó là bông 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 cổ nên là nó thường hay chín ở tầm tháng 8. Trời ơi, ăn cụt hết mẫu đơn người ta rồi Mập ơi. Rổ cả một cây lên nữa này. Chân này còn quỳ cả trên cái nào, chân nào. Giòn. Hôm nay cảm giác không thua mấy. Nó mưa ít. Giòn nhỉ, cái này mà tầm nửa tháng nữa chín kỹ thì ăn ngon lắm ấy. Cái bọc cổ này nó ăn nó giòn. Này bọc đào cổ mà. Chuột ăn bồng à chuột? À. Chuột ăn bồng không? Ăn ngon nhỉ? Bùi. Bình thường trâu em thích ăn trâu bò, thích ăn chua. Ăn được không? Nhấm, nhấm thử. Nhấm xem nó là cái vỏ ai đắng ngắt, có gì đâu mà ăn. Nhai được, đấy, nhai ăn. Bây giờ cứ trong tình trạng đưa cái gì ăn đi đấy. Đây. Cho nó một múi xem nó có ăn không? Cho nó cái múi này nè. Ngon. Cho cái gì cũng ăn. Cho bánh, cho kẹo cũng ăn. Nhà. Thế thấy đưa cho là biết là ăn được, đúng không? Cứ cho ăn là ăn được là chén tất. Ăn không? À, cho chuột miếng này, chuột này. Đây. Đây. Đấy. Không ăn. Chua không ăn á? Chua á? Đấy, nó không ăn đó. Thử xem. Này, thử xem chỉ ăn không biết đâu nó. Đây. Ăn đây. Đấy. Chẳng qua vừa nãy nó nhai cả cái cùi đấy nó mới nhiều quá nó mới ấy ra đây. Ăn đi. Ngon không? Ôi trời. Ngon. Đưa cho. Đây đây, Mập này. Này. Này cho muối nữa. Thích ăn tao bóc cho mấy muối liền. Hoa quả nè, sở trường của mình rồi nhà. Ngon nha. Đây. Ăn liên tục. Sướng nhỉ, nên vừa được chơi xong lại còn được ăn hoa quả thế này nữa thì còn gì bằng nữa. Sữa đâu mà giúp.
anh nhanh thế rồi. Bây giờ ăn miếng to thế. Đây. Đợt này nghe vẻ ăn mọi thứ là giỏi rồi nhỉ. Rồi cả ăn quả, nó ăn hoa quả, ăn ấy. Ăn giỏi. Lười, lên. Vừa nãy đi lên chắc là đang lúc đấy đang quên. Không để ý lên. Đi không thấy ai bắt đầu mới tìm. Không thấy ai mới tìm. Kêu kinh thế à. Cái kiểu mà cứ đang yên đang lành không tự nhiên không thấy ai bắt đầu đi tìm gọi trời một mình mày ăn hết quả bao nghe còn gì nữa đó đây cả cái miếng này ăn làm sao được đây đấy. Này chỗ này đây còn gì cũng thích ăn hoa quả có ấy được đâu có châu, ăn được cái đâu nhìn thấy thì cứ thích này chỗ đây mập đây đấy. Mập đây đâu đột quá ăn được đâu tôi cứ thích thấy mập ăn thì tôi cứ rồi ăn rồi này tôi ăn được đâu mười mấy cây này năm nay nhiều nụ nhỉ đây nụ đầy giờ đã đầy nụ rồi này nụ này hôm nay không biết là có bị sớm hay không tầm này à đó tầm tháng 8 rồi đầu tháng 8 rồi như này là vừa tầm rồi sai chưa cái gì nụ rồi ấy nụ nhiều nhỉ sai nụ thật ui cây này cũng nhiều nụ thế sai nụ chi chít này cây này hôm nào mà nó nở ra đây là một nụ này đến khi nó bung ra một nụ này bung ra phải 5-6 bông nhỉ thế cái mai này thì nó đấy nhiều cây này, này hôm nào bung ra nhiều lắm này nhìn cây lá đúng thật là cây cả lá vừa vừa thôi không cần lá tốt quá nhỉ tốt thì ít cây nào tốt lá thì đấy, ít luôn lá cây nào tốt thì ít đây như cây này hôm nay có mấy cây này có ít thôi cây này được thế hầu này. Như là cây nào mà ít lá nó bị vừa rồi lá nó bị sâu nó ăn một mình đã thấy bận cứ đi rừng nhiều là nó không phun được thuốc sâu nên nhiều cây lá xấu. Cây này đầy lụ rồi. Nhiều lụ rồi. Năm nay vớ vẩn là sớm đây này có lụ đã thấy bung bung rồi. Năm nay nếu ít nữa nó rét nó thật rét thì còn được chứ đây. Nhiều lụ đã có hiện tượng bung bung rồi này. Hy vọng là còn Tết còn được vài cây chơi. Ô, chưa đây, này cơm thôi. Đỡ bị tí ít mưa thì đỡ cỏ lên cũng tiếc luôn. Đi mà phê đi về đi, ăn cơm đi, ăn cơm cháo thôi. Cái gì như em đôi vô duyên này. Nằm tình hình tình hang như thế này hả à? Nằm tình hình tình hang như thế này nằm cái kiểu gì vô duyên nó vừa vừa thôi đi về ăn cơm thôi mập đi về đây đây mập về đây luôn chốt luôn chốt mập đây có quả đu đủ chín mà chim nó ăn hết rồi này. Mùa này chắc ngọt lắm đấy, cây này cây quả dài quả ngon đấy. Mấy hôm rồi kia ở cái cây kia còn quả hướng dương đã chắc chỉ vài hôm nữa là chín đấy. Này về cho con rách loan nó thích ăn hoa quả. Lấy cái hạt để gieo. Vậy mập. Mập, đây đây. Chuyển cứ ở trên đấy.
Rồi.